Cắt mí mini dip là một cái phẫu thuật cắt mí khoảng độ 1 cm thôi. Thì bây giờ một cái giải pháp để hạ size của mí mini dip á, là các bạn sẽ phải bóc tách cái phần cơ đính mí đó ra và cấy mỡ vào. Những chị em nào mà thấy chúng ta là da dầu lỗ chân lông to thì xác định khi phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta sẽ vào form chậm hơn những người da khô và da thường. Nhấn mí mini dip bị hư giờ sửa lại được không và sửa lại giá nhiêu? Mini dip không phải gọi là nhấn mí, mini dip gọi là cắt mí mini dip. Cắt mí mini dip là một cái phẫu thuật cắt mí khoảng độ 1 cm thôi, một đường mổ 1 cm thôi, và người ta cố gắng người ta đính thật sâu cái nếp mí ở điểm giữa. Cho nên khi các bạn nhìn xuống, các bạn nhìn thấy một cái lớp hằn rất là sâu. Và thường thường mà nếu như đơn vị nào mà cắt mí mini dip mà kiểu như người ta muốn sử dụng lâu lâu á, người ta sẽ cắt cái mí bằng cực to và gần như phải để đẹp nó phải gần vài năm nó mới đẹp được. Thì bây giờ một cái giải pháp để hạ size của mí mini dip á, là các bạn sẽ phải bóc tách cái phần cơ đính mí đó ra và cấy mỡ vào nha các bạn nhé. Hôm nay chị Nhã với anh Thành nhìn như 25 tuổi. Trời ơi, gì ghê vậy bà. Ông nội này thì 25 đúng nha, tôi sao mà 25 được. Em muốn lấy mỡ hai bên má, lấy mỡ hai túi má này chi phí là 20 HT91 ơi. Nha em nha. Lấy cái đó bình phục rất là nhanh và hằng gần như không có ai biết hết trơn á, tại vì đường mổ ở trong miệng. Chị ơi, làm mông giá làm sao? Làm mông bên Nhã dao động từ 80 cho đến 115 củ, tùy trường hợp là có cấy mỡ thêm hay không. Còn nếu mà bạn chỉ đặt túi thôi thì chỉ 80 đến 85 thôi, tùy loại bạn chọn túi là Polytech hay là Motiva nhé. Khán giả TikTok của Thành nhá, thì ai có muốn câu hỏi gì về thẩm mỹ thì cứ comment ở dưới phần bình luận nhá. Thì hai anh chị sẽ trả lời cho các bạn. Rồi. À, chị làm ở đâu? Chị xin giới thiệu mọi người lại chút xíu. Em là tổng giám đốc của bệnh viện thẩm mỹ JT Angel và đây là chủ tịch phi công của em nha. Tóc ông đâu mà hơi trẻ trâu. Tóc ông mà nâu gì, tóc ông màu trà sữa. Màu này màu trà sữa nha. Trà sữa đang hot nha mọi người. Nâng mũi lờ lai giá 45 củ em ạ. Em thích hai anh chị lắm luôn, tôi vẫn có tâm. Em gặp chị Nhã bên ngoài, chị đẹp lắm. Ôi trời ơi, cảm ơn Phương Trang. Chị nói yêu Ngọc đi. Chị nói yêu Ngọc đi à, yêu hết tất cả những người tên Ngọc. Chị Nhã em muốn đặt lịch căng da cổ hàm thì như nào chị em với? Anh Thành đã nói đi, anh hướng dẫn cho bạn đi. Một là em có thể là em vào cái link bio ở trên anh gắn ở trên tường ấy, thì là mình sẽ liên hệ qua đó nhá. Cắt mắt bao lâu thì sẽ đẹp? Để mà mắt đẹp hoàn hảo để không còn dấu tích gì của sẹo rồi của những cái tổn thương này nọ thì các chị nên lưu ý là tùy cơ thể. Nếu mà cơ nào như cơ địa da thường á, thay bình thường á, tức là lành á, 3 tháng. Còn trường hợp mà ai mà cơ địa độc, hoặc trường hợp khi nào thì chúng ta sẽ biết chúng ta cơ địa độc. Những chị em nào mà thấy chúng ta là da dầu lỗ chân lông to thì xác định khi phẫu thuật thẩm mỹ chúng ta sẽ vào form chậm hơn những người da khô và da thường. Đó là cái kinh nghiệm trong nghề của em, và em nhận định ra như vậy á. Cứ những chị em nào mà da dầu lỗ chân lông to là em thấy vô form lúc nào cũng chậm hơn những chị em da khô và da hỗn hợp thường giống em. Như em phẫu thuật đem vào form rất nhanh luôn, ví dụ 3 tháng là mỹ mãn rồi, nhưng mà thường thường những chị kia là cứ phải 6 tháng 1 năm mới đẹp nha. Đuôi mắt bị nhăn thì làm sao? Dạ, đuôi mắt bị nhăn thì chúng ta có hai cách để xử lý. Cái cách đơn giản nhất mà không cần phẫu thuật đó là tiêm Botox xóa nhăn đuôi mắt như chị Thảo Uyên. Thì cái này chúng ta sử dụng được khoảng 1 năm thôi. Còn trường hợp mà chị Thảo Uyên muốn sử dụng nó lâu hơn á, thì chúng ta có thể là can thiệp biện pháp phẫu thuật. Thì chúng ta sẽ phẫu thuật làm sao để bỏ cái vùng da thừa ở vùng mắt này nhiều đi thì nó sẽ hết nhăn. Điển hình là chúng ta sẽ cắt mí dưới nè, chúng ta sẽ cắt treo lông nửa cung lông mày trên để cho bỏ vùng da dư đi. Bạn Thư câu hỏi là gầy quá nè. Mỡ vô anh được không? Thành cưới được chị Nhã là có tu rồi đó. Trả lời đi. Ok, anh kiếp 10 kiếp trước anh tu tốt đấy em. Nếu các bạn thấy kiến thức của chúng tôi hay và bổ ích thì hãy chia sẻ và subscribe kênh để chúng ta không lạc mất nhau ở những video tiếp theo nhé. Bất kỳ thắc mắc gì về thẩm mỹ cứ đặt comment bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời các bạn nhé.